vào ngày Trung Thu nhé. Ở đây có tổ chức Tết Trung Thu. Đây là quang cảnh ngày rằm bữa nay. Có rất là nhiều các cô bác, cô chú đi vào chùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Go, guys.